Xin chào quý vị, chị của chủ quay trở lại với kênh Viết Phú. Nay thì trong không động hàng thôi thì em Phú cũng có một số sản phẩm giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú. Trong video ngày hôm nay thì đây là mấy cái đồng hồ. Hôm nay em động cho khách thì đây là một cái Seiko SN K145J1 của Nhật Bản, made in Japan này. Đây là một cái đồng hồ Seiko quân đội quay dù này. Cái này là bạn mua của mình thôi chứ không phải là bạn sản xuất tại Nhật Bản, mua của mình Japan. Và đây là một bản sản phẩm dây SDF. Cái này thì dành riêng cho thị trường Japan. Quý vị có thể thấy cái cờ Japan luôn trên sản phẩm này. Đấy thì nên em sẽ review các cái sản phẩm cho quý vị cùng xem. Ngoài ra các sản phẩm khác như giày Adidas hay là mùa đông này thì có cái xịt mũi Nazan này thì bên em cũng có nhiều anh chị có đặt về cho những người trong nhà dùng, trẻ con hay là những người bị vấn đề về viêm xoang các thứ về về mũi thì hay mùa đông này thì hay bị, thì người ta cũng đặt rất là nhiều. Thì đầu tiên em xin review đến quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm trong video hôm nay. Đấy là cái sản phẩm dây ASDF, thì đây là hộp túi kem và có cái sách sử dụng cũng như là cái giấy riêng. Đây là một sản phẩm của Kentech Japan nha quý vị nhé. Kentech, đây là một sản phẩm mà có thể là không được phổ biến lắm ở Việt Nam. Tuy nhiên nhiều anh chị chơi đồng hồ thì sẽ biết đến cái sản phẩm này. Đây là cái hình đi kèm và các cái hướng dẫn bằng tiếng Nhật hết nha quý vị nhé. Đấy, máy là máy automatic, cơ automatic để nó mới nhá nhá nhá. Đây thì cái sách hướng dẫn sử dụng và cái phiếu bảo hành trong này luôn, lời nói đầu cũng như là lời nói cuối của cái sách. Cái này có chữ ký của Kenjihiro Hashimoto, người có đại diện của cái Kentech Japan. Đây không quan trọng lắm, quan trọng chúng ta đi vào sản phẩm. Vì phẩm này đây là cái bọc của cái túi này bằng da quý vị, da lộn. Cảm giác đầu tiên là cầm rất là đầm tay. Đây là sản phẩm dành riêng thị trường Japan mà có ba cái mặt nhỏ trên nha quý vị nhé. Đấy, kim dây chạy thì giờ chạy, giờ phút giây chạy. Đây giờ thì em chưa chỉnh, em cứ để mặc định với nhà sản xuất gửi về thôi, và nhà bán hàng gửi về thôi. Rất là đẹp nha quý vị. Đó, cờ Japan luôn thì biết được ngay là Japan. Bên góc 3 giờ thì có ba cái phím, ba cái nút, một nút vặn và hai nút ấn. Ấn này thì để đó cái kim giờ phút giây nó hoạt động. Em vừa vặn xong, còn đây nút chỉnh giờ chắc. Đây. Thì sản phẩm này thì có kích thước là bao nhiêu? Em sẽ đo cho quý vị cùng coi. Kích thước mặt đeo của cái sản phẩm này là 45 mm, là từ cái hai cái mặt lớn nhất, còn mặt trong thì nó là 41 mm đây quý vị. Đấy, thì còn bề dày của sản phẩm, dày sản phẩm thì là 11 mm nha quý vị nhé. Đây là mặt sau của sản phẩm, sau của sản phẩm này thì có ghi là made in Japan này, rồi bằng tiếng Nhật nữa, rồi stainless steel thép không gỉ này, chống nước 100 m này. Mã máy là ở đây. Đây đây, S6 48M. Đấy thì cái đây thì có hình logo Gantech là một cái đại bàng ấy, gọi là đây dành cho cái gì đây? Thuyền không, hàng không ấy, dành cho hàng không ấy, thuyền không là hàng không ấy. Đấy. Ghi bằng tiếng Nhật, hàng không. Thì sản phẩm này thì rất là đẹp, các cái nút giờ giấc thì đều có cái phản quang, và góc 4 giờ thì là ngày tháng, và giây 6 giờ thì có Made in Japan, cũng như là bên vòng xung quanh thì có ghi luôn lên trên này nữa là các cái số từ bao nhiêu đây, 60, 50 đến 300, 500. Đấy thì các giờ phút giây đều có phản quang cũng như là ở trên các cái giờ góc, các giờ các phút.
đều có phản quang. Quai thì ở dưới này thì có logo dây SDF và cái logo Gentex cũng như là cái kèm giá niêm yết của nó thì tại sao Nhật Bản nha quý vị. Thì 4 triệu 3 4 triệu 3 tại thị trường Nhật Bản niêm yết, cái này thì nó không có giảm giá. Và cái giá mà em bán về Việt Nam thì tầm 4 triệu 8. 4 triệu 8 nha quý vị nhé. Cái này thì không có giảm giá. Cái phí mua cũng như phí vận chuyển về thì gần như sát luôn. Nên em bán 4 triệu 8 cho quý vị. Thì các anh có nhu cầu thì các anh đã từng mua hàng bên em rồi thì các anh đặt hàng thì em lấy về cho anh chị luôn. Đấy thì sản phẩm rất là đẹp, rất là mê ly. Đấy thì cũng rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi ủng hộ ở kênh Viết Phú và ủng hộ các sản phẩm ở nội địa Nhật Bản, từ máy tính, laptop, rồi giày dép, rồi các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời. Hiện tại em phân phối mạnh cái dòng năng lượng mặt trời và các dòng đồng hồ, thực phẩm chức năng. Đấy. Thì em vẫn order tất cả sản phẩm từ bên nội địa Nhật này về. Thì em rất là cảm ơn quý vị anh chị và hẹn gặp lại trong các cái video lần sau cũng như các sản phẩm khác.